Một anh hỏi tôi thế này: nhà em chuyên giết mổ, em nghe video của thầy rồi thì em cảm thấy rất là áy náy, thì theo thầy là em có nên bỏ nghề giết mổ không? Tôi hỏi anh ấy, nếu bây giờ anh bỏ nghề giết mổ thì nhà anh sẽ sinh sống bằng cái gì? Anh bảo nói thật là em từ bé chỉ mỗi giết mổ thôi. Bây giờ em bỏ nghề giết mổ thì nhà em không có nguồn thu nhập gì. Vậy thì nếu họ bỏ một cái là cả gia đình họ gì? Chết. Vậy thì tôi bảo thế này, vậy thì anh cứ giết mổ đi, nhưng anh lưu ý là cố gắng tiết kiệm tiền để anh học một cái nghề khác. Tức là khi mà anh có tiền để anh học một cái nghề khác thì bắt đầu anh có thể mưu sinh bằng nghề khác, chuyển hóa là bỏ nghề giết mổ. Chứ anh đừng bỏ ngay lúc này, nếu bỏ ngay lúc này là vợ anh khổ, con cái thất học. Cho nên anh hãy gì? Chuyển hóa chứ đừng gì bỏ. Cả nhà hình dung cái này không ạ? Đấy cũng là đạo đức.